Good day, everybody. Chào tất cả mọi người. Swing tip number two here from us at the Oz Performance Academy. Đây là tip về golf thứ hai ở tại từ học viện golf L. Common problem we see with our golfers. Thì có rất là nhiều golfer mình sẽ nhìn thấy là cái hông phải bị trượt. The lack of stability in the lower half and the common sway. Đây là một cái lỗi rất là thường gặp, là lỗi hông bị trượt, nó tạo ra từ cái sự không ổn định của người dưới. To see the knees and the hips moving laterally to the right hand side. Thì thay vì là cái hông của mình nó đi về đằng sau thì cái người dưới của mình nó bị trượt dần ra bên phải. Leads to the opposite, the upper body starts leaning to the left. Vì như thế cho nên cơ thể của mình tự điều chỉnh bằng cách là người trên nó sẽ bị đổ sang trái. That creates a lot of steepness. Thường thì khi đấy cái swing của mình rất dễ bị bổ và nó sẽ dễ bị out in. Very simply got a little box next to me. You can put a shaft in the ground, a chair. Bài tập rất là đơn giản. Thì tại đây thầy để một cái hộp, mình hoàn toàn ở nhà có thể để một cái que hoặc là một cái ghế. We're gonna stand right up against that chair. Mình sẽ để cho cái hông của mình gần như chạm. Our feeling is reaching over the chair or reaching over the box. Bây giờ này, khi mà mình đưa qua này, cảm giác tay của mình với qua cái vật thể. Nhưng mà không để cho cái hông của mình nó đập vào cái vật thể đó, tạo ra một khoảng cách. Đây một vài bài tập này, với qua cái hộp này. Đây, cầm vào cái, kể cả khi mà cái gậy, với cái gậy này, cảm giác là mình đang với qua này, nhưng mà hông mình tạo ra một khoảng cách với vật thể. Đây là một cái cách rất là tốt để mình có thể có một cái độ xoay trung tâm này, và để cho cái hông mình bớt bị trượt.